Nhằm xây dựng hình ảnh mới mẻ, sẵn sàng tiên phong tiến vào giai đoạn mới, mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người tiêu dùng và tạo dựng giá trị bền vững cho xã hội. Mới đây, công ty cổ phần Eurowindow chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về vật liệu xây dựng xanh hàng đầu Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao tinh thần tích cực chủ động của Eurowindow trong nghiên cứu đầu tư công nghệ sản xuất, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, không chỉ phục vụ nhu cầu thị trường trong nước mà còn tạo dựng được uy tín thương hiệu Việt ở nước ngoài. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực cửa và vách nhôm kính lớn đã 4 lần liên tiếp được công nhận thương hiệu quốc gia. Logo mới của Eurowindow được thiết kế hiện đại nhưng vẫn kế thừa bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi truyền thống của doanh nghiệp.